thông tin mới nhất về chiếc vé độc đắc hơn 71 tỷ đồng. Sáng 14 tháng 11, Vietlot đã gửi thông cáo báo chí tới truyền thông cho biết, qua xác định từ hệ thống kinh doanh sổ số tự chọn số điện toán, công ty này xác định có một vé trúng thưởng giải jackpot với trị giá lên tới 71 tỷ 066 triệu 641 nghìn đồng chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật. Chiếc vé này được phát hành vào sáng mùng 10 tháng 11 tại một điểm bán hàng ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chủ nhân của tấm vé trúng giải jackpot nói trên vẫn chưa xuất hiện. Chỉ sau gần 4 tháng triển khai, chương trình xổ số, số tự chọn số tại Việt Nam Mega 6/45 đã tìm ra 3 giải jackpot với tổng trị giá giải thưởng khoảng 228 tỷ đồng. Điều đáng nói là 3 giải thưởng này được xác định chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, bao gồm giải jackpot hơn 92 tỷ đồng vào ngày 16 tháng 10, giải jackpot gần 65 tỷ đồng vào ngày mùng 2 tháng 11 và giải jackpot hơn 71 tỷ đồng vào ngày 13 tháng 11. Mỗi khi xác định được giải jackpot có chủ, thông tin về những giải thưởng này ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội cũng như truyền thông. Tuy nhiên, khi có tới 3 giải jackpot được xác định chỉ trong một thời gian quá ngắn, nhiều người đã tỏ rằng ngỡ ngàng, thậm chí hoài nghi tính minh bạch của chương trình sổ số nói trên. Sổ số điện toán ở Việt Nam chúng gì như sổ số thường thế này? Một Facebook chia sẻ cùng ảnh chụp màn hình kết quả kỳ quay 51 vào tối 13 tháng 11 như vậy. Trong khi đó, anh Nguyễn Xuân Tê ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh tỏ vẻ hoài nghi bằng chia sẻ đang nghi ngờ Việt Lót, công ty sổ số điện toán Việt Nam lựa người này có dãy số duy nhất là cho chúng giải jackpot. Bình luận về điều này, Facebooker MM viết, Việt Lót thấy không đáng tin cho lắm, bên Mỹ gần 2 năm mới có một người trúng một lần, còn ở đây mới 2 tuần đã có người trúng, tôi thấy có gì đó ảo ảo. Theo công bố của Vietlot, kể từ thời điểm giải jackpot đầu tiên có người trúng thưởng, doanh thu bán vé của công ty đã tăng mạnh. Minh chứng là chỉ sau 4 kỳ quay số mở thưởng, tính từ khi có người trúng giải jackpot lần thứ hai, trị giá giải jackpot lần thứ ba đã tăng lên mức hơn 71 tỷ đồng. Sản phẩm số số tự chọn Mega 6 trên 45 có xác suất trúng giải thưởng jackpot là 1 trên 8 triệu 145.060. Tuy nhiên, riêng kỳ quay số mở thưởng thứ 51 có lượng vé bán ra rất cao với gần 4 triệu vé, nên xác suất có vé trúng thưởng giải jackpot trong kỳ quay số mở thưởng này ở mức 50-50. Việt Lót giải thích như vậy. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công ty sổ số điện toán nói trên cho biết thêm, xác suất để trúng giải jackpot là rất nhỏ, nhưng chơi sổ số còn mang tính may rủi nên không thể nói trước điều gì. Lãnh đạo công ty sổ số nói, trong những kỳ quay không tìm được giải jackpot, thì cũng có trên dưới 100 người trúng giải nhất mà khoảng cách giữa giải nhất với giải jackpot chỉ là một cặp số nên việc có người trúng giải jackpot trong đợt này tôi cho là điều hoàn toàn có thể và đã xảy ra. Mặc dù theo thông tin trên, nhiều người đang có xu hướng đổ xô chơi vé số tự chọn, nhưng với sự hoài nghi của mình, có nhiều người cho biết họ sẽ không chơi sổ số, số tự chọn mà vẫn trung thành với kiểu sổ số, số truyền thống. Anh Thành L, 28 tuổi, ngụ quận Tân Bình chia sẻ, Thôi, giờ quyết định không mua vé số Việt Lót mà đi mua vé số truyền thống. Chỗ nào càng nhiều người chơi thì mình né ra. 2 tỷ chắc đủ tiêu rồi. Trước đó, trong một cuộc họp gần đây, Hội đồng Sổ số Kiến thiết khu vực miền Nam gồm 21 công ty sổ số phía Nam cho biết sẽ nâng giải thưởng đặc biệt lên 2 tỷ đồng thay cho mức 1,5 tỷ đồng như hiện nay. Mức điều chỉnh tăng này chỉ áp dụng với giải đặc biệt bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2017. Việt Lốt bị tố hàng loạt sai phạm sau 3 vụ khách trúng hàng chục tỷ. Ban Thường trực Hội đồng Sổ số Kiến thiết khu vực miền Nam cho biết đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính chấn chỉnh những hoạt động không đúng quy định của vé số điện toán để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh với vé số truyền thống của 21 tỉnh thành phía Nam, theo tin tức đăng trên báo Tuổi Trẻ. Cụ thể, theo tờ Việt Times, Hội đồng đã nêu ra năm sai phạm của việc kinh doanh vé số điện toán Việt Lốt hiện nay, đó là một là các đại lý tại thành phố Hồ Chí Minh in sẵn các số dự thưởng rồi tổ chức đưa vé về bán tràn lan ở các tỉnh chưa triển khai lắp đặt thiết bị đầu cuối. Việc này gây thất thu ngân sách của các địa phương và vi phạm điều 12, 13 thông tư số 1 ngày 2 tháng 1 năm 2014 của bộ Tài chính. Hai là việc in sẵn các cặp số dự thưởng đưa đi bán dạo là không đúng với đặc điểm của loại hình sổ số, số điện toán tự chọn. Người chơi bị mất quyền tự chọn số, chỉ chọn vé ngẫu nhiên giống như mua vé số truyền thống. Các hành vi này vi phạm Điều 2, Điều 9 và Điều 10 thông tư số 136 ngày 3 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh sổ số tự chọn số điện toán. Ba là bán vé số điện toán qua giá quy định gây mất ổn định thị trường, không đảm bảo tinh thần cạnh tranh lành mạnh. Hiện nay vé số điện toán Việt Lót được bán lẻ với giá 12.000 đồng một tờ cao hơn mệnh giá ghi trong vé là 2.000 đồng một tờ. Việc làm này quy định về phân phối vé sổ số, quy định tại Điều 37, Nghị định số 98, ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ. 4 là quảng cáo quảng bá sản phẩm với nội dung không rõ ràng gây phản cảm như sổ số kiểu Mỹ. 5 là sử dụng truyền thông để phát triển thị trường, giới thiệu và vận động tuyển dụng đại lý có nội dung không khách quan, thiếu trung thực. Đặc biệt, Việt Lot đã sử dụng các chi tiết so sánh. Sổ số điện toán là loại hình sổ số hiện đại nên sẽ dần thay thế sổ số truyền thống đã lạc hậu. Thời gian tới, nhà nước sẽ thống nhất hoạt động kinh doanh sổ số truyền thống. Từng khu vực chỉ cho phát hành 1-2 ngày một tuần. Nếu các đại lý sổ số truyền thống không tham gia sổ số điện toán ngay từ bây giờ thì sau này không có cơ hội và sẽ hối tiếc sau khi nhận được kiến nghị này ông nguyễn hoàng dương phó vụ trưởng vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính thuộc bộ tài chính đã ký văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số, số điện toán việt nam việt lốt kiểm tra giám sát và có biện pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh sổ số, số tự chọn số điện toán nói chung và của các đại lý nói riêng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về địa bàn phát hành phương thức phân phối mệnh giá vé và công tác tuyên truyền quảng cáo theo báo tuổi trẻ Cùng đó, theo tờ Dân Việt, Ban Thường trực Hội đồng Sổ số Kiến thiết khu vực miền Nam cho rằng các công ty sổ số kiến thiết phải tập trung và nỗ lực rất nhiều để có thể duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu nhằm đáp ứng chỉ tiêu nộp ngân sách. Vì vậy, mong Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo và sớm chấn chỉnh hoạt động của sổ số điện toán. Trao đổi với phóng viên báo giao thông ông Nguyễn Phương Nam, Cục Phó Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương cho biết đã nhận được phản ánh của đại diện các công ty sổ số kiến thiết miền Nam. Ông Nam cho hay bước đầu chưa thể khẳng định Việt Lốt có vi phạm hay không. Ông Nam nói, chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ sự việc, khi nào có kết quả sẽ công khai với báo chí. Thêm người chúng Việt Lót, sổ số, số truyền thống nâng giải đặc biệt lên 2 tỷ đồng. Hội đồng sổ số, số kiến thiết khu vực miền Nam gồm 21 công ty sổ số, số phía Nam cho biết sẽ nâng mức giải thưởng đặc biệt lên 2 tỷ đồng, tăng 500 triệu đồng so với hiện nay. Tuy nhiên, mức điều chỉnh tăng chỉ áp dụng với giải đặc biệt. Thời gian điều chỉnh cơ cấu giải thưởng từ mùng 1 tháng 1 năm 2017. Trong một cuộc họp gần đây, lãnh đạo các công ty sổ số kiến thiết khu vực miền Nam cho rằng trước sức cạnh tranh của sổ số điện toán, sổ số truyền thống phải có sự thay đổi trong kinh doanh. Theo đó, để phát triển loại hình vé số truyền thống, đại diện các doanh nghiệp cho rằng cần phải có sự điều chỉnh cơ cấu giải thưởng để tăng cường sự hấp dẫn và sức cạnh tranh chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam được khoảng 3 tháng, nhưng sổ số tự chọn Mega 6 trên 45 của công ty Việt ngày càng làm mưa làm gió trên thị trường bởi giá trị giải thưởng hấp dẫn, đặc biệt là chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 khách hàng trúng giải đặc biệt trị giá 92 tỷ đồng, 64 tỷ và 71 tỷ đồng. Điều này khiến nhiều người chơi sổ số truyền thống đang dần dịch chuyển sang loại hình sổ số mới. 9 tháng đầu năm 2016, doanh số phát hành của 21 thành viên thuộc Hội đồng Sổ số Kiến thiết miền Nam là trên 63.000 tỷ đồng, đạt gần 105% kế hoạch. Doanh thu tiêu thụ đạt hơn 50.600 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2015. Tỷ lệ tiêu thụ bình quân sấp xỉ 80 tỷ đồng, trong đó các tỉnh Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai có tỷ lệ tiêu thụ cao nhất trên 90%. Tuy nhiên gần đây trao đổi với phóng viên, đại diện hội đồng sổ số kiến thiết miền Nam phản ánh loại hình sổ số mới của Vietlott đã tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp trong quý ba. Đang chú ý biểu hiện phát hành loại hình vé số mới sai quy định khiến cho việc cạnh tranh trên thị trường thiếu lành mạnh. Dự đoán hai kỳ mở thường tới lại có người trúng giải jackpot. Chiều ngày 14 tháng 11, đại diện công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlot cho biết đơn vị vẫn chưa có thông tin về khách hàng trúng giải đặc biệt Jackpot trong kỳ mở thưởng, tối ngày 13 tháng 11. Đơn vị này cho rằng đã chuẩn bị sẵn tiền để làm thủ tục trao giải bất cứ lúc nào khi khách hàng trúng thưởng 71 tỷ đồng liên hệ nhận giải. Giải đáp thắc mắc của nhiều người về giải đặc biệt liên tục có người trúng thưởng, đại diện đơn vị phát hành cho rằng sổ số, số tự chọn Mega 6 trên 45 có xác suất trúng giải Jackpot là 1 trên 8 triệu 145.060. Trong những tuần trước mỗi kỳ mở thưởng đơn vị phát hành bán khoảng 1 tới 2 hoặc 3 triệu vé nên trên 10 ngày hoặc 2 tuần sẽ có người trúng giải cao nhất là phù hợp. Thế nhưng trong kỳ mở thưởng thứ 51 tối ngày 13 tháng 11, lượng vé bán được lên đến con số gần 4 triệu vé trong 2 ngày 12 và 13 tháng 11. Do đó, số tiền thưởng giải jackpot từ 54 tỷ đồng thời điểm mở thưởng tối ngày 11 tháng 11 kỳ 50 được cộng dồn với khoảng 17 tỷ đồng của 41,43% doanh thu, nên kỳ mở thưởng 51 có số tiền của giải đặc biệt lên tới 71 tỷ đồng. Các chuyên gia sổ số cũng nhìn nhận nếu trong hai ngày 12 và 13 tháng 11, số lượng vé tự chọn được bán ra trên 4 triệu trong kỳ mở thưởng thứ 51, thì con số này được xem là bình thường so với số lượng phát hành và doanh thu của các công ty sổ số kiến thiết khu vực miền Nam. Một cán bộ sổ số, số kiến thiết phân tích, sổ số, số kiến thiết 21 tỉnh chia 7 ngày thì bình quân mỗi ngày có 3 tỉnh phát hành vé, một tỉnh doanh số phát hành 70 tới 80 tỷ đồng một kỳ thì mỗi ngày vé số truyền thống tung ra thị trường 21 tới 24 triệu vé, riêng thứ bảy có thành phố Hồ Chí Minh nên tổng vé truyền thống các tỉnh phát hành lên tới 30 triệu. Ông cũng cho rằng như vậy số lượng vé điện toán phát hành mỗi kỳ hiện nay chỉ bằng một nửa so với vé số kiến thiết một tỉnh. Việt Lót tính kỳ mở thưởng 51 phát hành 4 triệu vé mà đã có người chúng đặc biệt, trong khi xác suất của giải này là 1 trên 8 triệu 145 060 vé, thì họ đã nâng xác suất người chúng support lên 50%, 4 triệu vé phát hành trên 8 triệu vé của xác suất. Và nếu số điện toán mở rộng thị trường mỗi ngày bán được 8 triệu 145 060 vé bằng với xác suất chúng, thì có thể kỳ mở thường nào cũng có người ôm giải đặc biệt khi không có vé nào trùng 6 cặp số. Nếu bán trên 16 triệu vé mỗi kỳ thì số người trúng đặc biệt có thể là hai người. Chuyên gia vé số này phân tích nếu họ bán ra tới hàng chục triệu vé mỗi kỳ thì có thể nhiều người trúng giải đặc biệt trong 2 tới 3 ngày. Trường hợp có nhiều người chọn số giống nhau thì có thể nhiều người cùng trúng giải đặc biệt, khi đó số tiền thưởng sẽ chia đều. Hội đồng sổ số, số kiến thiết miền Nam đang tố Việt Lốt để xảy ra nhiều sai phạm khi các tỉnh này chưa có đại lý mà vẫn có vé số điện toán được in sẵn. Người bán dạo thì tăng giá 1.000 tới 2.000 đồng so với mệnh giá thực được in trên vé đã làm xáo trộn thị trường vé số. Bộ Tài chính cho biết đã nhận được các kiến nghị của Hội đồng sổ số, số kiến thiết khu vực miền Nam phản ánh về các vấn đề của Việt Lốt. Bộ đã có công văn yêu cầu công ty phải báo cáo giải trình về vấn đề này đặc biệt là phải kiểm tra chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vé số đến tận các đại lý trên toàn hệ thống đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật